Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong những cái tên được nhắc đến rất nhiều, không chỉ đảm nhận vai trò MC mà ông còn được biết đến với vai trò là tác giả của những tác phẩm văn học. Nghe đến đây, bạn có tò mò về tiểu sử và con đường sự nghiệp của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc Hà Nội, là con thứ ba trong gia đình có 6 người con. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam sinh sống tại một xóm của người Công giáo gần Củ Chi, thuộc tỉnh Gia Định. Đến năm 1957 thì gia đình ông chuyển vào Sài Gòn, sống ở khu ngã ba ông Tạ. Thời trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tòng, nay là trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh và trường Trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Thời gian này, ông học chung với chơi thân với những người sau này cũng trở thành những nghệ sĩ đường danh là Giang Tử và Chế Linh. Có thời gian ông theo học kịch bản tại trường Quốc gia Âm nhạc Kịch trệ Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục học lên đại học và trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Khi ra trường, ông giảng dạy ngoại ngạch cho một số trường công lập. Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ngạn theo nhập ra quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đầu tiên tại thuộc Sư đoàn 9 Bộ Binh, sau này về tiểu đoàn địa phương quân tác chiến ở quận Cái Bè, tỉnh Định Tường, nay thuộc tỉnh Mỹ Tho, trước kia nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Năm 1974, Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa phái ông về tiếp tục dạy học, nhưng không được bao lâu thì đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi vào Sài Gòn sụp đổ, Nguyễn Ngọc Ngạn phải học tập cải tạo. MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn phải cấp cứu vì lý do sức khỏe. MC nổi tiếng hải ngoại Nguyễn Ngọc Ngạn vừa phải cấp cứu vì bị đứt mạch máu. Được biết năm nay, bác đã 73 tuổi và phải thường xuyên thở bằng oxy sau giờ làm việc liên tục, khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng. Mới đây, MC Nguyễn Ngọc Ngạn bất ngờ được Kỳ Duyên đăng tải trên trang cá nhân của mình về bệnh tình của ông. Theo như những gì cô đã viết, hình ảnh đăng tải lên, bác Ngạn sức khỏe vẫn còn rất yếu và thường xuyên phải nhờ đến sự trợ giúp của bình oxy để có thể hô hấp bình thường được. MC Kỳ Duyên lo lắng viết, có lẽ những ngày vừa qua, áp lực công việc quá lớn khiến cho anh Ngạn phải stress, dẫn đến tình trạng máu lên tới 240. Đột nhiên, hôm qua máu mũi chảy, tuôn ra như suối ướt hết áo. Bác sĩ bảo đó là do đứt mạch máu, nhưng may thay là mạch máu ở mũi chứ không phải ở não. Rất may, đến bệnh viện bác sĩ đã kịp thời cầm máu cho anh. Để đảm bảo an toàn cho anh, bác sĩ Mitchell Đào đã luôn sẵn sàng ở phía sau sân khấu, hỗ trợ về mặt sức khỏe cho anh. Bất cứ khi nào anh gặp vấn đề, thuốc men, dụng cụ y khoa cần thiết, luôn sẵn sàng kề bên tình huống xảy ra. Rất cảm ơn bác sĩ Mitchell Đào đã quá tận tình chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của bác hiện tại không được tốt cho lắm, đặc biệt là khi làm những công việc kéo dài, vài tiếng đồng hồ liên tục. Mỗi chương trình bác Ngạn thường dẫn chương trình tới 4 tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần như vậy, bác dường như bị kiệt sức hoàn toàn, phải thở bằng oxy. MC Kỳ Duyên cho biết đối với những người trẻ và có nhiều sức khỏe như cô, là một chương trình những 4 tiếng đồng hồ, bản thân cô cũng cảm thấy sức kiệt chứ không nói gì đến bác Ngạn tuổi đã cao. Cô chia sẻ thêm, khổ nỗi hôm nay lại làm 2 suất liên tiếp, mỗi suất hơn 4 tiếng. Ca sĩ hát một bài nghỉ nguyên buổi, MC mỗi bài phải ra. Qua lời chia sẻ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho mình trước tình trạng sức khỏe của bác và mong muốn bác mau khỏe lại. MC Nguyễn Ngọc Ngạn được biết đến là một trong những nhà văn MC nổi tiếng nhất của hải ngoại. Hình ảnh ông giàu làng đứng trên sân khấu Paris By Night cùng với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong suốt 20 năm qua đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Nguyễn Ngọc Ngạn từng kết hôn 2 lần, lần đầu tiên vào năm 1970. Ông kết hôn với bà Lê Thị Tuyết Lan, thế nhưng lần đầu cùng đứa con đầu lòng của ông đã không may qua đời trong chuyến vượt biên vào năm 1974. Năm 1982, Nguyễn Ngọc Ngạn lấy người vợ khác tên là Trần Ngọc Diệp. Tình cảm vợ chồng, gia đình của Nguyễn Ngọc Ngạn rất phúc hậu, hạnh phúc, nhiều người phải ngưỡng mộ tình cảm này. Khi đi lưu diễn khắp nơi, ông vẫn thường đưa vợ đi cùng. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã sống chung với nhau hơn 38 năm và có một cậu con trai. Ngay khi còn bé, Nguyễn Ngọc Ngạn là có khả năng ghi nhớ và quan sát rất tốt cuộc sống nơi giao xứ cùng với cảnh nghèo nàn đã in sâu tâm tâm trí ông. Chính từ nguồn cảm hứng của ông viết cuốn tiểu thuyết Sổ Đạo. Nguyễn Ngọc Ngạn từng là giáo viên dạy trong nước những năm 1974. Ông là người đã chăm chỉ đọc sách, có cơ sở viết lách. Ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực viết và nói. Nhiều tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Trên mạng xã hội YouTube rất nhiều kênh của Nguyễn Ngọc Ngạn nhưng đều do người khác quản lý chứ không phải do ông quản lý. Thời đại Internet và mạng xã hội phát triển, hầu hết bất cứ lứa tuổi nào cũng sử dụng mạng xã hội như một công cụ trong công việc cuộc sống. Ấy vậy mà, ít người biết Nguyễn Ngọc Ngạn không biết sử dụng Internet, lý do đó là ông rất ít khi ra ngoài và chỉ vào cần thiết khi ông mới ra ngoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.